Bí ẩn hồn ma rùng rợn trong các cung phủ ở Bắc Kinh. Các cung điện của vua chúa và quan đại thần ở Bắc Kinh chứa nhiều câu chuyện bí ẩn ma quái khiến không ít du khách run sợ. Bắc Kinh là kinh đô của nhiều đời vua Trung Quốc. Thành phố này san sát những di tích lịch sử, từng một thời là cung cấm của hoàng đế và gia tộc của mình, hoặc các phủ điện của các vị quan đại thần. Bên cạnh việc thu hút lượng du khách khổng lồ mỗi năm tới tham quan, những công trình có bề dày văn hóa này cũng ẩn chứa trong mình nhiều bí ẩn ma quái chưa được giải đáp. Tuy tất cả chỉ là đồn đoán, chưa được khoa học kiểm chứng, nhưng cũng khiến nhiều du khách hoảng hồn. Nằm giữa trung tâm thủ đô Bắc Kinh, trong suốt 600 năm, Tử Cấm Thành là hoàng cung từ Triều Minh cho tới cuối nhà Thanh. Ngoài hoàng tộc, đây còn là nơi sinh sống của hàng chục nghìn phi tần, người hầu qua các đời vua. Do mâu thuẫn tranh giành quyền lợi, nên nhiều vụ hãm hại đẫm máu đã xảy ra bên trong Tử Cấm Thành. Từng là đề tài cho nhiều bộ phim quen thuộc, bởi thế, khu thành bí ẩn này không tránh khỏi việc bị đồn có ma. Một quân nhân làm việc trong thành kể lại, vào buổi chiều tháng 10 năm 1995, nhóm tuần tra của anh đã gặp một người phụ nữ tóc dài vận áo choàng đen trong hoàng cung. Nghĩ là trộm, nhóm đã đuổi theo và dồn cô ra một góc phòng bị khóa. Khi yêu cầu cô gái này quay mặt lại, họ đã bị sốc đến mức làm rơi cả đèn pin khi người hiện ra trước mặt họ không hề có mặt mà chỉ có tóc đen phủ quanh. Năm 1992, sau một tiếng sét trong cơn mưa, bức tường đỏ trong cố cung bất chợt hiện lên hình ảnh của cung nữ đi ngang qua. Nhiều du khách đã nhanh tay chụp lại hình này, càng củng cố thêm lời đồn ma quái. Những lời đồn về các hồn ma vẫn không dừng lại, chuyện xảy ra chủ yếu với những người canh cổng. Vào ban đêm, khi đang làm nhiệm vụ, họ thường nghe thấy tiếng nhạc từ đâu đó quanh cung điện và sau đó xuất hiện một số nhóm hầu gái cũng như thái giám đi ngang qua. Ngoài Tử Cấm Thành, cung vương phủ của Hòa Thân cũng rất bề thế và hoành tráng. Đây cũng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng bị ma ám ở Bắc Kinh, khu di tích nằm tại phố Liễu Ấm, quận Tây Thành. Hòa Thân cũng có một hậu cung đông đúc với hơn 80 thê thiếp. Trong phủ có một nơi được xây dựng kỳ công mà Hòa Thân dành riêng cho một người thiếp có tên là Phùng Thị mà ông ta rất yêu chiều. Sau khi con trai Phùng Thị chết khi còn nhỏ, bà đau buồn, sinh bệnh rồi sớm qua đời. Từ đó, dân gian bắt đầu đồn đại rằng cung vương phủ cũng bị hồn ma Phùng Thị ám. Buổi đêm, người trong phủ thường nghe thấy tiếng phụ nữ khóc. Thậm chí có người còn khẳng định họ đã từng nhìn thấy bóng người phụ nữ mặc áo trắng lướt đi trong vườn. Tùng Pha Đồ Thư Quán nằm ở ngõ Thạch Hộ số 7, quận Tây Thành. Nơi này được tướng Ngô Tam Quế lưu lại. Ông này vốn là quan võ dưới Triều Minh, sau đó đi theo quân Thanh lập triều đình mới. Ngô Tam Quế có một ái thiếp là Trần Viên Viên. Sau khi có được địa vị cao dưới triều Thanh, ông dần dần quên lãng người thiếp này, khiến Trần Viên Viên uất ức treo cổ tự vẫn. Kể từ đây, người ta đồn đại rằng linh hồn cô gái trẻ đã ám cả con ngõ Thạch Hổ và dinh cơ Tùng Pha, khiến cả người dân và khách du lịch đều sợ hãi. Hồ Quảng Hội, quán bị đồn ma ám bởi nó được xây dựng trên một mảnh đất trước đây từng là nghĩa địa. Hội quán được xây dựng dành cho người vô gia cư đến đây ở, ngày nay trở thành điểm đến thường xuyên cho những ai yêu kinh kịch. Công trình nằm ven cầu Hổ Phường, quận Tuyên Vũ, người ta đồn rằng khi đi qua đây, thử ném một hòn đá vào trong vườn, chắc chắn sẽ có tiếng chửi vang lên dù bên trong không có người. Người dân Bắc Kinh còn truyền tai nhau về những rùng rợn khác nhau như nhà thờ Triều Nội, nơi thường nghe tiếng hát vang vọng dọc hành lang vào buổi đêm sau khi vợ của một viên chức từng sống ở đây mất trí và tự tử ngay trong nhà thờ. Hay mộ của Viên Sùng Hoáng, một vị tướng tài giỏi và trung thành với nhà Minh nhưng bị hãm hại xử tội lang trì. Sau khi ông chết oan uổng, người ta cho rằng luôn có linh hồn chủ nhân vương vấn xung quanh khu mộ ở số 52 phố Hoa Thị, Sùng Văn Môn, quận Đông Thành. Dân xôn xao bắt được rắn lạ toàn thân màu trắng. Khi ra đồng, ông Phát gặp con rắn lạ toàn thân màu trắng. Ông Phát dùng gậy bắt con rắn và mang về nhà nuôi. Thấy rắn có màu lạ, nhiều người đến xem nhưng không ai biết được con rắn thuộc loài nào. Ông Nguyễn Văn Phát, ngụ ấp Tân Lộc B, xã Tân Dượng, huyện Lai Vung, Đồng Tháp, vừa bắt được con rắn có trọng lượng khoảng nửa ký, dài 1 mét, toàn thân toàn màu trắng. Nhận xét về tính tình con rắn, ông Phát nói, con rắn hiền, không phụng mang nhe răng như một số loài rắn độc hổ mang hổ đất. Ông Phát cho biết thêm, con rắn do ông bắt được ngoài ruộng. Con rắn có màu da lạ hơn so với rắn bình thường, nên nhiều người kéo đến xem.
Hiện tại, rắn được ông Phát nuôi trong nhà. Thấy con rắn lạ và hiền nên ông Phát giữ lại nuôi. Từ hôm bắt được, nhiều người kéo đến xem nhưng chẳng ai biết con rắn này thuộc loài nào. Người voi và những điều bí ẩn bạn chưa hề biết. 153 năm về trước, Joseph Merritt người voi đã được sinh ra đời. Từ khi mới 13 tuổi, anh đã bị xã hội ruồng bỏ. Những hình ảnh về bộ xương thực tế của anh cùng với việc khám nghiệm đầu, chân tay đã cho thấy những sự thật về hình dáng của Joseph. Từ khi còn là một đứa trẻ, làn da của anh dày lên một cách khác thường và một cục xương rất lớn hiện lên trán. Một cánh tay và cả hai bàn chân phình to ra, do cơ thể bị dị dạng nên anh không thể làm việc được. Anh đã bị ép làm vật trưng bày cho người khác. Joseph Merritt được biết đến với biệt danh là người voi. Anh bị đưa đẩy tới London, nơi ông bầu Tom Norman đã đưa anh ra trưng bày. Norman nghĩ rằng vẻ bề ngoài của Joseph quá đáng sợ, kể cả với gánh xiếc quá dị. Vậy nên, ông đã trưng anh ở một cửa hàng trống không trên đường Whitechapel, nơi đám đông đổ xô đến để tận mắt chứng kiến người voi. Cái tên này đã gắn với anh từ thời thơ ấu, khi mà một bộ phận mọc ra như cái vòi voi từ miệng của anh. Mặc dù đã được phẫu thuật cắt bỏ, nhưng câu chuyện đồn đại về anh nói rằng anh bị dị dạng là do mẹ anh bị một con voi điên cuồng làm cho hoảng sợ khi mang thai. Một bác sĩ tên Frederick Trivet của Bệnh viện London gần đó đã đến gặp anh, sau đó viết lại bằng Merritt là sinh vật có hình dáng kinh dị nhất mà tôi từng thấy. Tôi chưa bao giờ gặp người nào đó bị dị dạng đến như vậy. Cuối cùng, bác sĩ cảm thương cho hoàn cảnh của Merritt và đưa anh đến bệnh viện. Joseph được an toàn tránh xa con mắt tò mò và chế giễu của đám đông. Bên trong cơ thể dị dạng đáng sợ đó lại là một tâm hồn thơ văn. Những bài thơ của anh đã cảm động đến những người quý tộc ở Anh bấy giờ, bao gồm cả Alexandra, công chúa xứ Wales. Một phần của cánh tay được đúc lại trong một bản sao. Đáng buồn thay, Merritt ra đi khi mới 27 tuổi. Vào ngày 11 tháng 4 năm 1890, khi Trivet khám nghiệm tử thi, ông đã phát hiện ra nguyên nhân của cái chết là do cổ bị trật khớp. Ông tin rằng Merritt tội nghiệp người thường xuyên phải ngủ ngồi do trọng lượng của cái đầu đã cố nằm xuống ngủ để cho giống một người bình thường và đó là nguyên nhân khiến anh ra đi. Nguyên nhân chính xác gây ra dị tật của Merritt vẫn là điều bí ẩn. Nhưng ngay sau đó, một lý thuyết mới lại cho thấy rằng anh mắc hội chứng Brotus. Năm 2001, lại có đề xuất khác cho rằng Merritt mắc cả neurofibromatosis loại 1 và Brotus. Mặc dù các xét nghiệm ADN trên tóc và xương của anh lại cho thấy giả thuyết này không phù hợp. Trong nhiều năm, bộ xương của anh đã được trưng bày trong bảo tàng của bệnh viện, nhưng cuối cùng người ta đã thay thế nó bằng một bản sao để anh có thể được yên nghỉ thực sự. Thấy con rắn hổ chúa bị mắc lưới, chị H đã liều mình lao vào giải cứu con rắn trước khi bị bầy kiến xơi. Sau đó chị về nhà và thấy bầy rắn trên giường. Chúng quấn lấy chị, không hề làm hại chị. Từ đó, chị có thể trò chuyện và cầm bắt rắn hổ mà không bị chúng làm hại. Thấy sự việc kinh hoàng, người dân trong vùng phong cho chị là thần rắn. Họ tôn thờ rắn chúa và không bao giờ làm hại bất kỳ con rắn nào. Chị H đùa giỡn với bầy rắn. Thời gian gần đây, dân vùng Tây Bắc truyền tay nhau câu chuyện mang đầy màu sắc thần bí. Một con rắn hổ chúa dài tới hơn 4 mét, đen xì, bỗng dưng tìm đến ở tại nhà dân ở xã Tông Lạnh, Thuận Châu, Sơn La. Hoảng hốt trước sự viếng thăm lạ lùng này, gia chủ đã lập miếu cho rắn ở và ngày ngày chăm bẩm, phụng thờ hết sức tôn nghiêm thành kính. Tin đồn ấy bùng phát, khiến cả ngàn người từ rất nhiều nơi tìm về Tông Lạnh, mong được diện kiến bà chú rắn để thỏa chí tò mò và xì sụp hương khói mong bà phù hộ. Sự mê muội hiếu kỳ của cả ngàn người ấy không những khiến đời sống của người dân ở xã miền núi này xáo động mà còn khiến cho gia đình cổ chủ mệt mỏi và đau đầu. Nhà ông Đinh Văn Hùng, nơi bà rắn đang cư trú ở tiểu khu 7. Đến Thuận Châu hỏi nhà ông Hùng ai cũng biết. Thậm chí nhiều người sau khi đã vẽ đường rõ ràng xong còn tận tình dặn chúng tôi nhớ mua hương hoa vào dân bà chú rắn, nếu không bà giận không chịu ra để cho xem mặt. Vòng vèo mãi thì chúng tôi cũng tìm được tới nhà người đàn ông bỗng dưng nổi tiếng ấy. Biết chúng tôi là nhà báo, ông Hùng mừng ra mặt. Ông bảo, các anh đến thật may cho gia đình tôi quá. Nhờ các anh giải quyết giúp gia đình chúng tôi, chứ thế này tôi cũng mệt mỏi lắm. Ngày nào, gia đình tôi cũng phải tiếp rất nhiều người đến thăm, xem mặt bà rắn. Rồi mọi người còn cúng bái hương khói nữa.
Ông Hùng vừa nói vừa chỉ tay về phía nhóm người đang đứng ngồi lố nhố ở ngay sát miếu thờ bà Chúa. Theo ông Hùng, thời gian này còn đỡ, chứ trước đây có ngày gia đình ông phải tiếp đến cả mấy trăm người. Họ kéo từ khắp mọi nơi, người đến để cầu cúng, người thì bởi hiếu kỳ muốn được tận thấy rắn Chúa khổng lồ.